Theo luật mới của Florida, Mỹ, một số công dân nước ngoài trong đó có Trung Quốc bị cấm sở hữu bất động sản ở tiểu bang này. Theo Reuters, một nhóm công dân Trung Quốc cư trú tại bang Florida đã kiện chính quyền bang này để phản đối luật mới cấm người Trung Quốc và một số quốc gia khác sở hữu đất đai, đồng thời cho rằng lệnh cấm này hà khắc và phân biệt đối xử. Các nguyên đơn được Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, ACLU, làm đại diện đã khởi kiện bang Florida vào ngày 22 tháng 5 và tuyên bố rằng dự luật SB 264 về quyền sở hữu bất động sản đối với các công dân nước ngoài cư trú tại Mỹ là phân biệt đối xử mang yếu tố chủng tộc và nguồn gốc quốc gia. Những người nhập cư châu Á là một phần của các cộng đồng tạo nên Florida. Trong hàng trăm năm, họ đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Florida và họ luôn xem Florida như quê hương của mình. Ông Daniel Tilly, giám đốc pháp lý ACLU chi nhánh của Florida nói. Ông Tilly cũng cho rằng các chính sách phân biệt đối xử do chính quyền thống đốc bang Florida Ron DeSantis đưa ra sẽ giải quyết được các vấn đề hiện tại. Cũng theo Reuters, dự luật SB 264 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 ngày 7, khi được thi hành sẽ cấm các công dân Trung Quốc không có quốc tịch Mỹ hoặc có hai quốc tịch mua bất động sản ở Florida. Và áp đặt các hạn chế tương tự đối với công dân nước ngoài đến từ Nga, Iran, Triều Tiên, Syria, Cuba và Venezuela. Các quốc gia được nêu trong lệnh cấm bị xếp vào danh sách quốc gia đáng lo ngại. Hầu hết các quốc gia xuất hiện trong lệnh cấm của bang Florida hiện bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hoặc bị Washington xem là đối thủ. Ngoài ACLU, Quỹ Giáo dục và Bảo vệ Pháp lý Người Mỹ gốc Á và một công ty luật địa phương khác cũng đại diện cho các công dân Trung Quốc đứng sau vụ kiện. Họ lập luận rằng biện pháp này dựa trên một lý luận sai lầm và đánh giá chưa chính xác về người Trung Quốc. Luật cũng không đưa ra được bằng chứng về tổn hại an ninh quốc gia do quyền sở hữu bất động sản của người Trung Quốc ở Florida. Những người ủng hộ dự luật SB 264 và các dự luật tương tự được đề xuất tại nhiều bang của Mỹ cho rằng những luật như vậy là cần thiết để giảm thiểu các nguy cơ từ Trung Quốc và các quốc gia thù địch khác. Người phát ngôn của Ủy viên Nông nghiệp Florida Wilton Simpson, người được nêu tên trong vụ kiện với tư cách là bị cáo cho biết, các quan chức bang hiện đang xem xét vụ kiện này. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.